Xin chào, xin chào tất cả mọi người. Vậy là chúng ta đã đi đến video thứ 9 trong chuỗi 10 từ khóa thành công lần thứ 2 này. Và ở trong video này thì Hiệp muốn chia sẻ với các bạn một cái điều rằng đó là khi chúng ta mong muốn ở những người khác làm theo thì bản thân chúng ta phải là cái người tiên phong và đi trước, đúng không ạ? Ngay khi cả mình ngày xưa mình đi học, các bạn không biết các bạn có nhớ không nhỉ? Khi mà chúng ta một bạn lớp trưởng, đúng không ạ? Bạn ấy chỉ có thể được bầu làm lớp trưởng khi bạn là một cái người mà có thành tích học tập tốt này, hay là có những cái kỹ năng, đúng không ạ? Làm lãnh đạo, đúng không ạ? Thì khi đó thì họ mới có thể là nêu gương để cho các bạn trong lớp noi theo. Đó là một trong những cái vì sao mà Hiệp lại chia sẻ cái từ khóa này. Nếu bản thân mình mà làm không tốt thì không thể nào mà có thể nói được những người khác họ hay là làm gương để cho những người khác mà họ làm theo mình được, đúng không ạ? Vậy thì cái từ khóa là làm gương, nêu gương là cái từ khóa mà Hiệp muốn chia sẻ ngày hôm nay. Bởi vì là khi mà bạn muốn xây dựng một hệ thống tốt thì là bản thân chúng ta là phải trau dồi những kiến thức, đúng không ạ? Những kỹ năng và xây dựng cái uy tín của chúng ta để làm sao mà mình là nêu gương và mình là trở thành cái người người boss mà làm gương cho toàn bộ hệ thống, đúng không ạ? Tất cả những cái gì mà mình một người boss mình suy nghĩ, hành động và nói ra thì đều ảnh hưởng tới cái năng lượng của đội nhóm và những cái người leader bên dưới và những cái thành viên trong đội nhóm, họ sẽ nhìn theo những người boss đó và họ học tập, đúng không ạ? Nếu như mình phát ra cái nguồn năng lượng tích cực, mình phát ra nguồn năng lượng tích cực và mình thể hiện mình là người có uy tín này, có tâm, có uy tín này trong cái và luôn luôn giúp đỡ hệ thống, thì bản thân các bạn trong hệ thống là tiếp nhận được cái nguồn năng lượng này. Vậy thì cái việc mà mình phát triển bản thân thành một cái người mà tốt là và nêu gương cho những người khác thì đó là một trong những cái bí kíp là làm sao mà mình có thể là phát triển một cái đội nhóm là hùng mạnh và gần như là mình nhân bản những cái con người tốt ấy, nhân bản những cái tính cách tốt, nhân bản những cái năng lượng tích cực từ những người mà thành công trong đội nhóm đó. Thì cái việc mà mình là một người đi đầu, mình phải nêu gương cho đội nhóm, đó là một trong những cái bí kíp làm sao để đội nhóm có thể là tôn trọng mình hơn và sẽ ngưỡng mộ và tin tưởng cũng như là đồng hành cùng mình, đúng không ạ? Vậy thì cái từ khóa này nghĩa là rất là vô cùng là quan trọng, bởi vì nó khi mà bạn nêu gương và làm những việc tốt và phát triển bản thân, nêu gương cho đội nhóm thì đó, từ đó khi các bạn nhìn vào thì các bạn cũng sẽ học theo và làm theo. Bởi vì ví dụ như khi mà mình phát triển bán lẻ tốt này thì đó cũng là một cái cách để là mình khi mà mình hướng dẫn lại cho các thành viên trong nhóm thì mọi người mới mới học và làm theo cái cách mà mình đã làm, đúng không ạ? Khi mình hành động, mình tạo ra kết quả, đó cũng là một cái cách để mình nêu gương cho hệ thống đó. Thì Hiệp thấy là cái từ nêu gương nó vô cùng là quan trọng. Và nếu như mà bản thân chúng ta, mỗi người chúng ta đều trở thành một cái người nêu gương cho hệ thống thì Hiệp tin chắc rằng là một hệ thống đó sẽ phát triển rất là bền vững và đoàn kết. Và Hiệp hy vọng rằng là các bạn có thể là bản thân mỗi người chúng ta đều phát triển từ bên trong, học hỏi những điều mới để nêu gương cho các thành viên trong đội nhóm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào.